đã có con này, có con này. hai con khe con lại. Dọn nằm dưới chân ấy, nó nhìn mặt ba đéo rồi đập đây. Súng đi Thiện, cút súng đi Thiện. Cút súng chạy đi mày. Tại giá vợ tao nói nè, mày, mày đừng đứng nấu nghe tao nói gì á, hiểu không? Đó có rồi kìa. Ờ mà quay đường đâu rồi? Con nắm được cái mắt gì đâu. Được mà. Để con nó đấy. Con nó ăn được rồi, lớn nhỏ chứ quên hết. Cái bộ đao, lấy cái bộ đao, bỏ qua chạy xe. Nó nằm ở trong mấy cái nằm kìa, vậy bắt không được giờ giờ thì bắt dịch nha. Đó kìa, dù chô có nè, xuống rồi có vậy rồi, để lại đi bà ơi. Chú ơi câu bên đây có nhiều hơn nè chú. Hả? Bên đây có nhiều cá hơn nè. Hả? Thấy bên đây cá móng đầy. Mày không không xuống hay sao vậy? Con quay phim mà đang xuống được. Bò ngoài ra. Đợt đợt đó hả? Không ra cái chỗ này mò nhiều rồi, mấy anh kia mò trước là dính ra trước rồi. Bắt dột dột nha, chứ không phải bắt ốc đâu nha. Đủ má chắc cút xuống đi bảo ơi. Đây một con. Đu má dột dột nha các bạn. Kẹp đây. Dột dột to nha các bạn. To bằng ngón út luôn. Đừng bắt được con thay vậy đi. Ráng bắt kiếm 10 kg về đụng xào ăn mà không biết được không đấy. Đây đây là anh Bảo nha các bạn. Bảo là thợ lặn chuyên nghiệp 10 năm ở MBU nè. Thợ lặn nhưng mà chưa biết bơi. Con nào đó chưa? Chưa chú. Bên này sao ghê vậy nha. Ra nó rồi. Hỏng chân á, biết bơi thì không kinh á. Lách vô nha. Hỏng chân mình cá độ mà nó nhảy xuống nếu kịp đó. Chân bị đau đâu đó. Có gà không? Không, cái gà nhẹ nhãn nằm nằm 1/3 con ở trên nhá. Còn 2/3 nằm dưới. Chân đau. Đạp trúng hắn nhảy luôn. Đạp cái chân kia kìa. Đạp chân không bị đau á. Nhiều không? Anh đâu có nước, đâu có xuống ấy đâu em. Đâu đồ má được ký gì vậy? Chị tá hả? Ngồi bơi qua luôn.
Ủa nãy giờ mò có không thiệt? Nên nó trời con đấy. Đù. Má thiệt cái chứ. Mô Phật. Má con. Đù, má anh Bảo. Dân mò chuyên nghiệp nha. Nãy giờ được liên tiếp 4 con to nha các bạn. 4 con to luôn, 4 con này chắc 2 kg á. Bên đây được ăn được rồi. Rồi vô mánh rồi, vô rồi. Bên này có bò được á. Khúc cho này được á nha. Đồ má chỗ quá. 4 con lớn rồi kinh thiệt cái chứ. Coi chừng dính cước nè. Mua câu cá dính nè. Dính lưỡi rồi cũng thấy mạ luôn. Ủa thiệt mấy con bự hình như nó nằm khéo đúng không? Nằm bụng lên nhá. Được, mấy con nhỏ này mà. Con này con hồi nãy nha. Anh Thiệt sau một tiếng mò ốc anh cảm thấy thế nào anh Thiệt? Quá đã hả? Đã như sao anh Thiệt? Bơi cùng những chú vịt. Anh là đích vịt. Hay là bắt được ốc á, độ không được bắt được ốc là nó bẻ cổ hơn vịt rồi. Rồi vô. Đây một con lớn nữa nha các bạn. Bồi cứ tinh thần đây. Rồi. Đồ má nạn quá, con bò không mấy được rồi, cầm không nổi rồi kìa. Đi bò kiếm tinh thần con như có tinh thần. Khúc cái này vô nha các bạn. Khúc này nãy như 10 con nè, 10 con lớn luôn. 10 con này chắc 3 kg á. Cái này ký là bao nhiêu tiền? Ký này mấy xị? 200-300 ngàn chứ. Ký này 300 mà. Đi bán nữa, người ta nhậu mà. Cái này là có tiền cũng mua được nha bạn, tại ốc này dưới quê mình hiếm lắm. Đây đây, đồ má con này màu vàng này, con này chắc 3D hay là gì đây? Đây là anh Bảo nha bạn. Thả lặn 10 năm mới bu. Trước bơi. Thả lặn thôi. Chiên lặn thôi, không bơi. Chiên lặn thôi. Cút. Có nhiều khi anh cút đồ, anh cút 3 ngày cũng có. Đồ manh cho anh coi coi. Ô trời ơi. Mô Phật. Con nó chắc cả ký quá. Đồ mỏ mới bắt có tí mà nhiều rồi. Ui. Trời ơi. Nãy giờ có mò có chút trên đây thở hờ mà nhiều dữ đó hả? À đồ mang kiến cút xuống nước luôn kinh trời. Chạy lớn luôn. Đây nha các bạn. Dạ. Sau nửa tiếng bắt ốc nha. Trời ơi, nhìn nè. Ui. Nửa xô luôn. Nhìn đã. Có con này, có con này. Hai con, kia con lại hai con này hư nhiều lắm. Lại dưới quá trời nào à. Nhìn nè. Ui. Cái này về nướng mỡ hành là thôi. Nhức nách.
Rồi sao rồi anh Bảo? Tình hình là đây. À đù. Mới bắt có 15 phút mà rồi má nhiều ốc dữ vậy. Trời ơi trời nhóm. Anh Bảo phát biểu cảm giác sau một tiếng mò ốc anh Bảo. Đúng. Đuối hả? Đuối như thế nào nữa? Đuối như con chuối quá. Độ má kiểu này về tối về anh cách ly quá. Tối về chứ độ 8 ký sao không? Sao giờ về bán cái này để tiền đi massage á. Bốn mươi vàng vậy. Cho vô luôn đi, độ má ốc tép đừng chỉ bỏ hết cho nó. Đây độ má cá bao này chắc cũng 15 ký nha bạn. 15 ký này độ má. Đây là cái thành quả anh em mình nha. Đây nha các bạn, đây là thành quả sau một tiếng lặn của 4 ta lặn này các bạn. Đây là anh Thi. Độ má. Anh Thi không lặn mà anh Thi đứng bên bờ. Độ má. Thì chỉ đạo. Mà lấy ngốc bự coi này. Đây mình độ xin nha bạn. Mình là ô sinh, mình đi theo, mình giữ mấy món đồ này. Đây. Con này mình cầm chắc khoảng được ký nha các bạn. Bỏ, bỏ, bỏ tay coi nè. Rồi, ở tay kìa, tay làm gì, cái tay nhau xíu xíu à. Đó. Con này chắc to bằng cái mặt. Đây, đây, giờ mình bỏ cái ốc này. Bỏ to bằng cái mặt. Đưa tay, bỏ tay, xe ra. Nó, này, nó. Trời ơi, lắp luôn cái tay luôn thôi các bạn. Con này độ mắm to. Cái con này bằng cái mặt con Thiện á bà, cái mặt nó đủ đưa đó, đưa mặt đi bạn, đưa cho mặt ra thì đưa mặt thử coi dữ không. Ý đó, rồi một bao đi cỡ mười mấy ký nha, mười mấy hai ba ký. Hôm nay mình rút quân thôi, thôi về thôi đủ rồi, chừng này đủ mồi nhậu rồi.